lại hay chỉ bày dẫn dắt tất cả chúng sinh khiến cho họ trồng căn lành sinh ở trong đất bình đẳng của Như Lai, trụ nơi vô biên diệu hạnh của các Bồ Tát thành tựu tất cả công đức thắng pháp, tất cả thế giới, tất cả chúng sinh, tất cả cõi Phật, tất cả các pháp, tất cả Bồ Tát, tất cả sự giáo hóa, tất cả điều phục, tất cả thần biến, tất cả chúng sinh tâm ưa thích đều khéo biết rõ mà làm phật sự đó là đại phật sự thứ năm phật tử tất cả chư phật chuyển bánh xe pháp bất thối vì khiến cho các bồ tát không thối truyền chuyển vô lượng bánh xe pháp vì khiến cho tất cả thế gian đều biết rõ chuyển bánh xe khai ngộ tất cả các pháp vì hay làm đại vô úy sư tử hống chuyển bánh xe pháp tất cả pháp trí tạng vì khai môn pháp tạng để diệt trừ ám chướng chuyển bánh xe pháp vô ngại vì đồng với hư không chuyển bánh xe pháp không chấp trước vì quán tất cả pháp chẳng phải có không chuyển bánh xe pháp chiếu thế gian vì khiến cho tất cả chúng sinh thanh tịnh pháp nhãn chuyển bánh xe Pháp khai thị nhất thiết trí, vì Pháp đều khắp tất cả ba đời. Chuyển bánh xe Pháp tất cả chư Phật đồng nhất, vì tất cả Phật Pháp chẳng trái nhau. Tất cả chư Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha bánh xe Pháp như vậy. Tùy tâm hạnh khác nhau của các chúng sinh, mà làm Phật sự không thể nghĩ bàn, đó là Đại Phật sự thứ sáu phật tử tất cả chư phật vào trong tất cả cung vua thành ấp vì các chúng sinh mà làm phật sự đó là đô ấp nhân vương đô ấp thiên vương đô ấp long vương dạ xoa vương càn tháp bà vương a tu la vương ca lâu la vương khẩn na la vương ma hầu la già vương la sát vương tỳ xá xà vương tất cả các đô ấp của các loài vua như vậy khi vào cửa thành, thì đại địa chấn động, quang minh chiếu khắp. Người mù được thấy, người điếc được nghe, người cuồng được tâm, người không quần áo được quần áo, người nhiều đau khổ đều được an lạc. Tất cả nhạc khí không đánh tự kêu, các đồ trang nghiêm, nếu đeo tay không đeo, đều vang ra diệu âm chúng sinh nghe được không ai mà chẳng vui mừng tất cả chư phật sắc thân thanh tịnh đầy đủ tướng tốt người thấy không nhàm chán hay vì chúng sinh làm phật sự đó là hoặc đoái nhìn, hoặc quán sát, hoặc chuyển động, hoặc co duỗi, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc im, hoặc nói, hoặc hiện thần thông, hoặc vì thuyết pháp, hoặc chỉ dạy, tất cả như vậy đều vì chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật khắp trong vô số thế giới, đủ thứ chúng sinh, trong biển tâm ưa thích, khuyên khiến cho họ niệm Phật, thường xuyên quán sát trồng các căn lành tu Bồ Tát hạnh, hoan hỷ sắc tướng của Phật vi diệu bậc nhất, tất cả chúng sinh khó có thể gặp được. Nếu có người thấy được mà vui mừng tín tâm, bèn sinh ra tất cả vô lượng pháp lành, tích tập công đức của Phật, khắp đều thanh tịnh, khen ngợi công đức của Phật như vậy rồi, phân thân đến khắp mười phương thế giới, khiến các chúng sinh đều được chiêm ngưỡng phụng thờ, tư duy quán sát, thừa sự cúng dường, trồng các căn lành, được Phật hoan hỷ, tăng trưởng giống Phật, tất sẽ thành Phật, dùng hạnh như vậy mà làm Phật sự.